giúp con tự tin về chính con, yêu thương chính mình, tự tin về chính mình. Và con có giá trị riêng của con, chứ con không cần phải sợ so sánh với ai hết. Đấy là việc mà người cha, người mẹ cần phải làm. Từ bé đến bây giờ, hai con học song song với nhau. Và thường xuyên con nhà anh bị so sánh với cháu, học không giỏi bằng, không thông minh bằng, không hoạt bát nhanh nhẹn bằng. Và con cảm thấy bị thua kém. Và đến bây giờ có nên cho các con học chung lớp và chung trường hay không? Có đúng như thế không ạ? Nó sẽ như thế này. Có hai tình huống xảy ra. Tình huống thứ nhất là bạn trốn chạy. Và nếu mà trốn chạy thì vấn đề có thật sự được giải quyết không? Ví dụ ở đây mình gặp vấn đề với bạn A, mình chạy sang địa bàn khác, mình không gặp bạn A nhưng mình sẽ gặp bạn A phải. Ở một môi trường khác nữa mình lại chạy, mình lại gặp bạn A hai phải. Vậy thì nếu mà chọn trốn chạy thì đâu đã tốt nghiệp được cái đường này đâu. Kể cả là tình huống của người lớn hay tình huống của trẻ em. Các anh chị có hiểu điều này không ạ? Rồi sau này có thể con học ở lớp lại có ai đó so sánh. Không phải là so sánh việc học nữa mà là so sánh một việc khác đi. Giả sử như vậy thì con lại rơi vào cái nỗi đau đấy, cái bối cảnh đấy. Nên không thật sự tốt nghiệp được. Nên cái điều quan trọng nhất bây giờ ấy là cái việc ảnh hưởng, cái việc so sánh này đã ảnh hưởng đến con như thế nào. Và mình phải giúp con tốt nghiệp được cái việc so sánh đấy. Mình cần phải giúp con học được bài học từ cái việc so sánh đấy. Và mình phải giúp con tự tin về chính con, yêu thương chính mình, tự tin về chính mình. Và con có giá trị riêng của con, chứ con không cần phải sợ so sánh với ai hết. Đấy là việc mà người cha, người mẹ cần phải làm. Chứ không phải người cha, người mẹ cứ nhấc con hết từ môi trường này sang môi trường kia. Đương nhiên chúng ta vẫn sẽ đổi môi trường cho con nếu môi trường đấy thật sự tốt, tốt hơn. Nhưng không phải là sự chạy trốn. Các anh chị đã hiểu điều này chưa? Không phải sự chạy trốn. Chúng ta cũng có thể liên tục đổi môi trường cho con. Nhưng mà con cũng phải tốt nghiệp với môi trường này rồi, bình an với môi trường này rồi. Còn nếu mà mình đổi môi trường cho con bởi vì mình cho con chạy trốn một vấn đề nào đấy thì cả cuộc đời con sẽ không bao giờ cái vấn đề đấy nó hết. Rồi lớn nó lại lặp lại thôi, làm sao hết được. Nên bây giờ vấn đề của anh rất đơn giản thôi, không có gì là quá khó khăn cả. Mình hãy cho con biết giá trị đích thực của con tuyệt vời như thế nào, con xuất sắc ra sao. Anh quan sát nhiều mặt thì anh thấy con anh giỏi đầy thứ, tức là có rất nhiều thứ luôn ấy. Bởi vì làm sao mà ai toàn vẹn được, nên là tất cả mọi sự so sánh đều không đúng. Mọi sự so sánh đều không có gì là đúng cả. Và sự thật là kể cả lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 5 chưa nói lên điều gì cả. Mình nói như thế không có nghĩa là biết đâu sau này chị học tốt hay gì không. Mận rất chúc phúc cho chị, anh ấy cùng lớp ấy, cùng tuổi mình ấy, học tốt lên, sống một cuộc đời hạnh phúc lên. Nhưng mình cũng có giá trị riêng của mình và mình không cần phải giống anh ấy. Mình không cần phải giống chị, họ có con đường họ đi, con đường của họ. Con có con đường của con đi con đường của con. Nên vấn đề ở đây là mình cho con biết giá trị đích thực của con, tình yêu của con với chính con, sự ghi nhận bản thân với chính con. Thế thì một đứa trẻ không biết điều đấy cho nên khi cha mẹ phải dạy con điều đấy. Cha mẹ phải làm điều đấy với con. Không có ai khác giúp con điều đấy cả. Và thậm chí là cô dì chú bác trong gia đình mình cũng nói luôn. Trong một cuộc họp trong gia đình mình cũng nói luôn. Hoặc là mình cứ khen ngợi nhiều thì cũng không ai dám chê con mình hết. Đấy. Có đúng không các anh chị? Ô, ai đó chê nha, mình bảo ô bác ơi, cháu tuyệt vời lắm đấy, hôm qua cháu như này, hôm qua cháu như kia đấy, cháu biết thương mẹ thương ba lắm đấy bác ạ. Và bảo vài lần thế thôi thì lần sau bác sẽ không có cửa để bác chê nữa đâu. Nhưng bởi vì bác chê mình cũng phải ùa vào, nên lần sau bác chê khỏe hơn.
mình cũng phải bảo vệ khu vườn vô thức của con mình chứ. Nó chưa có đủ năng lực để nó bảo vệ khu vườn vô thức của nó. Thì mình là cha là mẹ, mình cũng phải bảo vệ khu vườn vô thức. Lần sau bác đừng nói như thế với cháu nhé. Nó không thích nói như thế đâu. Mình bảo thẳng như thế chứ có cái gì đâu, kể cả hàng xóm láng giềng cũng thế. Ngày xưa có anh ấy bán hàng ấy. Thế thì con hay ra ngoài chơi ấy, hàng xóm bảo úi dồi ôi thằng này hai xoáy rồi, lớn lên mày làm tướng cướp thôi mày, nghịch như con như giặc. Ngày xưa anh ấy chưa học cô Lanh thì anh ấy cũng hòa vào cái dòng chê đấy mà ôi dồi đúng bác ạ, nghịch lắm, bảo không bảo được. Thế nhưng bây giờ học cô Lanh rồi, ôi bác đừng nói thế, cháu sau này làm lãnh đạo đấy, cháu sau này làm tướng quân đấy, làm tướng quân đấy chứ không phải làm tướng cướp đúng không. Nhưng không nói cái đuôi đằng sau. Thì khi đấy dần dần con sẽ lấy lại được cái sự tự tin của con. Con sẽ lấy lại được cái giá trị của mình đấy. Thế còn anh hỏi là có nên cho học cùng lớp hay không, thì câu trả lời của tôi là không biết nhé. Sau khi tôi phân tích một loạt và tôi đưa ra câu trả lời là không biết. Tùy vào gia đình. Được chưa ạ? Các anh chị, tôi cũng nói luôn rồi đấy, cái gì tôi biết thì tôi bảo biết, cái gì tôi không biết thì tôi bảo không biết. Nếu cải thiện có một môi trường tốt hơn cho con thì cho con đi, còn nếu mà đi vì né tránh thì tôi khuyên đừng bao giờ đi đấy. Mà phải giải quyết vấn đề đấy triệt để đã, sau đi đâu thì đi đấy. Bởi vì luôn cuộc đời này luôn luôn có sự tái hiện. Khi bạn chưa tốt nghiệp được tình huống, con người, sự kiện thì ngay lập tức hoặc là một thời gian sau nó sẽ quay lại dưới một dạng hình dạng khác. Thế thôi, nó đâu đã biến mất đâu bởi vì bạn chưa tốt nghiệp. Nếu bạn thấy video thật sự có giá trị, hãy bấm vào nút đăng ký, ấn vào hình quả chuông, chọn tất cả để mỗi khi cô Lanh phát video, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được.